xây biết bao nhiêu mộng vàng. Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho đời lắm ê chề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu vài lần đắng cay thôi coi như mình đã già. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Alex. Ở trong video ngày hôm nay, Hữu Duy sẽ giới thiệu đến quý vị một dòng music server đến từ đất nước Hàn Quốc. Và có thể nói với dòng music server này, Hữu Duy cũng đã có một video nói về series trước của dòng music server này. Đó là dòng cốc tai audio X45. Và ở trong video này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về dòng cốc tai audio N25 quý vị nhé. Và có thể nói trên tay Hữu Duy, đây là một sản phẩm nóng hổi vừa được chuyển về Bảo Châu Alex. Và đây là một sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ công ty Anh Duy Audio. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chức năng của chiếc music server này. Nó có những chức năng gì, mức giá của nó như nào quý vị nhé. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Alex. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Và bên ngay cạnh Hữu Duy chính là vỏ hộp của một chiếc cốc tai audio N25 hoàn toàn mới, có một lớp băng dính của Anh Duy Audio này. Chúng ta hãy tìm hiểu xem bên vỏ thì có những chức năng gì. Thông thường thì những chức năng, những thông số cơ bản thì vỏ nó cũng sẽ thể hiện ra hết. Có thể phát nhạc qua Run Ready này hay là Spotify cùng với những phần mềm phát nhạc khác như Deezer này, rất nhiều các phần mềm phát nhạc này. Direct Stream Digital, các chế độ phát nhạc Digital Extreme Definition cùng với tiêu chuẩn phát nhạc lên đến HD Music 32bit 384kHz High Resolution Audio, nhạc chất lượng cao. Đó, Ruddy có Bluetooth này, Quadcom APT HD. Những chức năng cơ bản, những thông số cơ bản sẽ được in lần lượt ở trên vỏ thùng. Ok, giờ chúng ta sẽ tiến hành mở ra quý vị nhé. Sau khi mở ra, chúng ta sẽ có một số những cái thiết bị sau đây. Đầu tiên, chắc chắn rồi, là một chiếc music server N25. Thứ hai là một sách hướng dẫn của thương hiệu cốc tai audio. Nhìn rất là xịn sò. Đúng là nhà sản xuất đã chăm chút từ những thứ nhỏ nhất. Sách hướng dẫn được in màu này, cùng với rất là nhiều chức năng chúng ta có thể tìm hiểu ở trong này. Rồi, cùng với một túi phụ kiện bao gồm những cái gì? Chắc chắn rồi, một phiếu bảo hành của thương hiệu Anh Duy Audio. Đó, với sản phẩm N25. Một chiếc wireless USB adapter để có thể kết nối Wi-Fi cho chiếc music server này. Dây nguồn. Một anten, một đôi pin, một chiếc điều khiển. Đó, và một chiếc mắt thần để nhận tín hiệu từ điều khiển. Rồi, hết rồi. Và đây chính là giao diện của chiếc music server của chúng ta. Đây, Hữu Duy sẽ cầm lên để quý vị xem kỹ hơn. Đầu tiên, mặt trước chúng ta phải đánh giá và thiết kế trước. Có thể nói đây là một sản phẩm với một thiết kế cực kỳ hoàn thiện và rất là đẹp. Nó hoàn thiện tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ một. Mặt được làm bằng nhôm phay cùng với một màn hình LCD để hiển thị các thông số cũng như chức năng của chúng ta khi sử dụng, cùng với hai nút. Đó, nút bên trái này sẽ là nút volume và khi chúng ta có thể ấn được nhé, có thể ấn xuống được. Đó, và sau khi chúng ta ấn vào khoảng giữ khoảng độ vài giây thì nó sẽ chuyển sang chế độ mute, có thể ngắt tiếng. Rồi, và bên này cũng là một nút function để xoay, đó, xoay scroll để có thể play hoặc là pause cùng với các chức năng, tùy chọn chức năng quý vị nhé, có thể ấn được hiện ra menu. Và chúng ta sẽ có những nút chức năng từ 1 đến 5 này, hoặc là các nút menu stop, return, input, rất nhiều. Đó, sẽ có 10 nút ở phía bên phải. Bên trái chúng ta sẽ có một cổng USB 5V 1A và một mắt IR. Đó, một mắt thần cùng với nút chức năng power. Tên, logo, cốc tai audio N25 được in rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, có thể nói đây là một sản phẩm
trắng, gọi là trắng không tì vết, quý vị có thể nhìn thấy không ạ? Tem Anh Duy Audio đây. Đây là tem chống hàng giả của hãng Anh Duy Audio quý vị nhé. Đó, còn có tem mã QR đây, chúng ta hoàn toàn có thể check code được. Đây là mặt sau. Mặt sau thì cũng rất là cơ bản thôi. Cầu chì này, cùng với on off, công tắc on off, nguồn này, tên Made in Korea quý vị nhé. Đây là một sản phẩm được sản xuất tại đất nước Hàn Quốc. Đó. Cùng với đây là một cổng tiếp mát này, cùng với các cổng digital in cũng như là digital out. Có cổng đồng trục Quaxian, cổng quang này, cổng quang để có thể kết nối tín hiệu từ TV này. Lỗ cắm anten, lỗ cắm FM và cổng HDMI ARC input. Output chúng ta có hai đường AV, nhìn rất là đặc trưng đúng không ạ? Màu đỏ và màu trắng, cũng giống như là dòng X45. Ngoài ra chúng ta còn có một cổng USB audio input để có thể lấy nhạc từ máy tính, PC cũng như laptop vào bên trong chiếc music server này. Nó hoàn toàn có chức năng cũng giống như là một chiếc sao cạc quý vị nhé, như một chiếc sao cạc rời, cắm input vào đây và cắm lấy nhạc từ máy tính ra để có thể giải mã nhạc cũng như sử dụng một cách rất là chuyên nghiệp. Cổng mạng này, cổng HDMI này, cùng với ba cổng USB, hai cổng 3.0 và một cổng output USB. Đó là những chức năng cơ bản cũng như là thiết kế này và các cổng giao thức kết nối của chiếc music server N25 này. Đối với chiếc music server N25 của thương hiệu Cocktail Audio thì nó sử dụng một con chip DAC với mã là ES9018K2M. Nó sẽ cho ra chất lượng âm thanh và tín hiệu cực kỳ sạch và tốt. Nhưng mà đây là con chip tầm trung quý vị nhé. Con chip tầm trung được gắn vào các dòng music server có mức giá đâu đó khoảng từ 40 triệu trở xuống. Nhưng mà trong phân khúc đó thì đối với con 9018K2M này thì có thể nói đây là một dòng chip xử lý cực kỳ mạnh mẽ và cho ra chất âm cực kỳ tốt. Với chiếc cocktail audio N25 này sử dụng bộ vi xử lý ARM Cortex A9 lõi kép với tốc độ lên tới 1GHz, giúp chúng ta có những trải nghiệm nghe nhạc xem phim chất lượng cao với một cái tốc độ rất là đáng kinh ngạc. Với chiếc music server N25 này, chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng nó như là một chiếc sao cạc, bởi vì đằng sau nó có một cổng USB in để giúp chúng ta có thể kết nối vào PC, laptop như là một chiếc sao cạc rời. Đây, quý vị có thể nhìn thấy cái cổng này đấy ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể kết nối rắc một cổng USB in này với cả một cổng USB vào cổng chiếc PC hoặc là laptop của chúng ta có thể phát nhạc. Thông qua bộ giải mã của chiếc music server này, chất lượng nhạc chắc chắn là sẽ tăng lên và sẽ phát nhạc một cách chuyên nghiệp. Và chúng ta cũng có thể hoàn toàn lấy nhạc từ ổ cứng, lấy nhạc chất lượng cao để có thể cắm trực tiếp vào bên trong chiếc music server này. Cũng như chút nữa thì Hữu Duy sẽ thử nhạc bằng một chiếc ổ cứng và có lưu trữ nhạc ở bên trong đó. Và đặc biệt là khi quý vị đến với Bảo Châu và khi muốn sở hữu sản phẩm cocktail audio N25 này thì Bảo Châu Elect sẽ tặng miễn phí cho quý vị 1TB nhạc chất lượng cao để có thể giúp quý vị có những giây phút thư giãn thoải mái nhất. Nhạc chất lượng cao quý vị nhé, với định dạng là FLAC lossless, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể có những bản nhạc nghe hay hơn trên bộ dàn nghe nhạc của mình. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần test nhạc và Hữu Duy sẽ sử dụng ổ cứng phát nhạc để có thể phát ra những bài hát với chất lượng cao nhất quý vị nhé. Dạ vâng quý vị, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thử nhạc chiếc music server cocktail audio N25. Ở đây Hữu Duy đang ghép cùng với một chiếc âm ly Acuphase E480 và một đôi loa 804D3 của thương hiệu B&W. Và ngay bây giờ Hữu Duy sẽ hướng dẫn quý vị đấu nối rất đơn giản thôi quý vị nhé. Đấu nối rất là đơn giản. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kết nối âm ly đến loa. Thì chúng ta sẽ sử dụng dây loa. Đây, dây loa ở đây Hữu Duy đang sử dụng dây HD Diamond. Thì cắm rất dễ dàng thôi. Left và right, đỏ vào đỏ và trắng vào đen, rất dễ dàng. Đây, một đầu đỏ vào đỏ này và trắng vào đen. Đỏ là dương, trắng là Hữu Duy quyết định là âm. Thì cũng rất là dễ dàng. Đó, hai đầu còn lại đây, hai đầu còn lại thì chúng ta sẽ kết nối vào loa. Đây, ở loa thì cũng đã quy định rất là rõ ràng rồi, đỏ và đen. Thì đỏ thì Hữu Duy nối vào đỏ đó, còn trắng thì Hữu Duy cũng nối vào cổng còn lại để tương đương với âm và dương, tương tự với chiếc loa còn lại.
Đối với những dòng nghe nhạc thì chúng ta sẽ có một phương thức kết nối rất là dễ dàng, chỉ cần đúng cực âm dương và đúng cổng vào, vậy là đã ok rồi. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng một dây AV để kết nối từ tín hiệu out của chiếc XN25 này xuống âm ly. Âm ly thì ở đây Hữu Duy sẽ sử dụng đường line 1. Đây, line 1 thì Hữu Duy sẽ rút ra. Đó, rút ra để cắm vào đường line 1. Thì ở đây từ analog output. Đó, analog output thì Hữu Duy sẽ cắm vào. Đó, bắt đầu còn lại sẽ cắm vào đường line 1. Rồi, như vậy là kết nối thành công rồi. Giờ chúng ta cắm dây nguồn vào là có thể sử dụng bình thường quý vị nhé. Hồi đó xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hồi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hồi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ái ân bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố, để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Tình yêu đã vô cánh rồi, là hoa rót mật cho đời, chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng. Em nhớ gì không em ơi, màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chim khuất trong mưa, mưa bay giạt rào, đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, suối hẹn hò chẳng thành đâu nói. Lỡ với bao nhiêu thương đau,
Và vừa rồi quý vị cũng đã được thưởng thức một số những bản nhạc được phát thông qua chiếc music server cốc tai audio N25 này rồi. Và có thể nói với một số những bản nhạc như là nhạc của ca sĩ Lệ Quyên vừa rồi chúng ta đã thử thì cảm giác rất là chi tiết nhạc cũng như là nghe tiếng bass, tiếng chép, tiếng mid nghe rất là sáng và bay cũng như là chúng ta cảm giác được một cái độ phê ở trong bài hát chỉ muốn nghe mãi thôi đúng không ạ? Vâng, hiện tại với chiếc music server N25 này đang được có mức giá bán tốt nhất tại Bảo Châu Elec là 29 triệu đồng. Và để có mức giá tốt hơn nữa, quý vị hãy gọi ngay hotline của Bảo Châu quý vị nhé. Và với chiếc music server này, quý vị nên sắm. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta đã sắm sửa được cả một bộ dàn nghe nhạc hi-fi high-end rồi, chất lượng nguồn nhạc vào nó quyết định lên tới 40% ở chất lượng nhạc, chất độ hay của bộ dàn nghe nhạc. Cho nên chúng ta nên sử dụng thêm một chiếc music server để có thể được xử lý, để có thể được mài giũa những bản nhạc của chúng ta trở nên chất lượng nhạc hay nhất và phát ra loa với chất lượng nhạc tốt nhất. Và chúng ta sẽ có một số những cách mua hàng sau đây. Đầu tiên, quý vị có thể đến trực tiếp 11 showroom của Bảo Châu Elec để có thể tham quan mua sắm và từ đó chốt đơn hàng cho mình. Thứ hai, quý vị có thể truy cập vào website của Bảo Châu Elec là bảochouelec.com để có thể tìm đúng sản phẩm là N25 cốc tai audio và từ đó click và đặt hàng. Cách thứ ba, quý vị hãy gọi vào hotline của Bảo Châu Elec là 1900-0255 hoặc có thể gọi đến hotline của Hữu Duy là 0866693631 để có thể tiến hành chốt đơn hàng online. Bảo Châu Elec với thương hiệu 20 năm, khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được set up tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí cho vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất, và chúng tôi có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị. Với sản phẩm cốc tai audio N25 được nhập khẩu trực tiếp Anh Duy Audio, Bảo Châu Elec cam kết đây là sản phẩm chính hãng 100%. Nếu quý vị phát hiện ra sai trái thì chúng tôi sẽ đền bù 300% giá trị của sản phẩm này. Cho nên quý vị hãy yên tâm, đây là sản phẩm chính hãng. Nếu mua tại 11 showroom của Bảo Châu Elec thì chắc chắn là sản phẩm chuẩn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của Bảo Châu Elec và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!